Nhắc đến Huyền Trân công chúa, chắc hẳn ai cũng biết đến nàng với cuộc hôn nhân chính trị cùng vua Chế Mân. Nhưng liệu mấy ai biết rằng cuộc đời của nàng công chúa ngày nào cũng không kém phần gian truân trắc trở. Ngay bây giờ, hãy cùng Bờ Cõi Nước Việt đi tiếp phần 2 để tìm hiểu về cuộc chạy trốn khỏi đất Chiêm Thành của công chúa Huyền Trân và Trần Khắc Chung. Liệu nàng công chúa này có thông gian như những gì mà hậu thế đã nói hay không? Vào ngày 12 tháng 8 năm Bính Ngọ, tức năm 1306, vua Trần Anh Tông tổ chức một buổi lễ long trọng để đưa công chúa Huyền Trân về xứ Chiêm Thành làm lễ thành hôn với vua Chế Mân. Buổi lễ được cả nước hân hoan không chỉ vì công chúa đã thành gia thất, mà còn vì từ nay lãnh thổ Đại Việt sẽ có thêm hai châu Ô Lý. Thế nhưng, trong khi cả triều đình hân hoan trong bữa đại tiệc, trong những lời chúc mừng nồng nhiệt của bá quan văn võ, nào còn ai để ý đến nỗi niềm riêng của cô công chúa trẻ. Bữa tiệc kết thúc, Huyền Trân công chúa được Trần Anh Tông tiễn ra cửa nam của kinh thành. Đoàn hộ tống công chúa có đến cả ngàn người và quyết định đi đường bộ để đảm bảo an toàn cho công chúa. Vua Trần Anh Tông cũng muốn cuộc hôn nhân vì đất nước của công chúa phải thật long trọng và được mọi người trong khắp cả nước biết tới. Người chỉ huy đoàn hộ tống trong đảo ấy chính là quan đại thần Trần Khắc Chung. Vì sao Trần Khắc Chung lại được giao trọng trách hộ tống công chúa về xứ Chiêm Thành thì không ai rõ. Nhưng dân gian thì đồn rằng đó là một cuộc tiễn đưa đau đớn cho cả Trần Khắc Chung lẫn công chúa Huyền Trân. Vì rằng cuộc kết hôn với công chúa xứ lạ của Huyền Trân đã chấm dứt mối tình còn đương dang dở với vị đại thần họ Trần. Trong cuộc hành trình kéo dài ấy, trong giây phút dừng lại nghỉ ngơi trên đèo Hải Vân, Trần Khắc Chung đã quyết định thổ lộ hết tâm can của mình với công chúa. Nhưng lúc này đây, những lời thổ lộ muộn màng ấy lại càng khiến cho Huyền Trân thêm buồn bã. Bởi lúc cô nghe được những lời thổ lộ của người mình thầm yêu trộm nhớ, thì cũng là ngày mà vì lợi ích quốc gia, cô sắp phải trao cả linh hồn và thể xác cho một người chồng mà cô chưa bao giờ gặp mặt. Lúc này ở Chiêm Thành, nghe tin nước Đại Việt cử sứ giả đưa công chúa Huyền Trân đến theo đúng lời ước hẹn, nhà vua trẻ Chế Mân đã ra tận ngoài thành đón nàng. Ông vua xứ Chiêm Thành đã tổ chức lễ đón tiếp và bữa tiệc thành hôn còn long trọng hơn cả bữa tiệc mà vua Trần Anh Tông từng tổ chức. Lấy được người đẹp Đại Việt lại là cô công chúa ngàn vàng của đức vua Trần Anh Tông, một bữa tiệc như vậy chưa thấm tháp vào đâu so với niềm hân hoan của nhà vua xứ Chiêm Thành. Ngay sau đó, vua Chế Mân làm lễ sắc phong cho Huyền Trân trở thành hoàng hậu xứ Chiêm Thành với mỹ hiệu Parameshvari. Sau một năm chung sống, hoàng hậu Parameshvari đã sinh cho Chế Mân một hoàng tử khỏe mạnh. Ông đặt tên cho con là Dada. Tuy nhiên niềm hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì Chế Mân qua đời vì bạo bệnh, bỏ lại đứa con thơ và người vợ trẻ mới chưa đầy 20 tuổi. Theo như phong tục của người Chiêm Thành, sau khi quốc vương qua đời thì các cung phi cũng phải lên giàn hỏa thiêu để chết theo quốc vương của mình. Hoàng hậu Parameshvari dù tuổi chưa đầy 20 nhưng theo phong tục cũ vẫn phải lên giàn hỏa thiêu để chết theo vua Chế Mân. Khi hay tin này, vua Trần Anh Tông cùng triều đình quyết định nghĩ cách cứu công chúa thoát khỏi vòng nguy hiểm. Sau khi bàn bạc, vua quyết định sai quan nhập nội hành khiển thượng thư Tả Bộc Xạ Trần Khắc Chung cùng an phụ sứ Đặng Vân đi điếu tang rồi tìm cơ hội cứu công chúa. Khi nào đến Chiêm Thành, Trần Khắc Chung nói với thái tử Chiêm Thành Chế Chi, con của người vợ cả người thay thế Chế Mân lúc ấy rằng: sở dĩ bán triều gả công chúa cho quốc vương vì hai nước cõi đất liền nhau nên yên phận để cùng hưởng thái bình hạnh phúc, cũng vì thương dân chứ không phải mượn ma phấn để giữ trường thành. Nay quốc vương từ trần, nếu đem công chúa tuần tán ngay thì việc tu trai không người lo liệu. Theo tục lệ nước ta, trước hãy đưa công chúa ra bãi bể chiêu đón linh hồn rồi mới vào hỏa đàng sau. Vì là hai nước tục lệ khác nhau nên người Chiêm Thành không còn cách nào khác đành phải nghe theo. Nhưng khi thuyền của công chúa Huyền Trân ra đến giữa biển thì Trần Khắc Chung đã đem thuyền cướp công chúa Huyền Trân rồi chạy về Thăng Long.
Cuộc chạy trốn kéo dài hơn một năm từ Chiêm Thành về tới Thăng Long ấy chính là thời điểm mà người ta nói rằng công chúa Huyền Trân đã vượt rào để tư thông với người tình cũ của mình, kẻ vừa giúp cô thoát khỏi cái chết là Trần Khắc Chung. Mới 20 tuổi, hôn nhân đang dang dở, phải lìa xa đứa con trai vừa lọt lòng, tai tiếng vì chuyện tình với Trần Khắc Chung và cuối cùng là việc Thượng Hoàng Trần Nhân Tông qua đời năm 1308 đã làm Huyền Trân kiệt sức. Chỉ trong vòng 2 năm, những khổ đau dồn dập khiến bà hoang mang, chán nản, không còn thiết tha với cõi đời. Mùa xuân năm 1309, sau hơn một năm về lại Thăng Long, Huyền Trân công chúa bỏ hết lầu son, gác đĩa, theo cha quy y cửa Phật, làm bạn với câu kinh tiếng kệ tại núi Đầu Sơn, nay thuộc Bắc Ninh, dưới sự chứng minh của quốc sư Bảo Pháp và được ban pháp danh là Hương Tràng. Năm 1311, bà về lập am riêng dưới chân núi Hổ, thuộc làng Hổ Sơn, huyện Thiên Bảng, nay là xã Liên Minh, huyện Vụ Bảng, tỉnh Nam Định, để tu hành. Am này về sau được dựng thành chùa, tức là chùa Nộn Sơn, nay là Quảng Nghiêm Tự ngày nay. Tới năm 1340, bà ngoạ bệnh rồi qua đời tại chùa Nộn Sơn. Dân làng thương tiếc lập đền thờ bà bên cạnh chùa, bà được tôn gọi là Thần Mẫu. Huyền Trân công chúa có ngoại tình hay không? Cho đến tận ngày nay vẫn còn là một đề tài gây nhiều tranh cãi. Có người nói, ngay từ trước khi lên đường đến Chiêm Thành, Huyền Trân đã có tư tình với Trần Khắc Chung, vì thế trong cuộc hành trình lên đên trên biển kéo dài đến hơn một năm ấy, chỉ có trời mới biết hai người có thể làm những gì. Tuy nhiên, có người lại nói, tất cả mọi sự kiện từ việc lên giàn hỏa thiêu cho tới chuyện tư thông trên thuyền đều là bịa đặt. Bên nào cũng cho rằng mình có lý, là sự thật. Thành ra ai đúng, ai sai, cho đến ngày nay vẫn còn là một câu hỏi, chưa có lời đáp. Rồi năm qua tháng lại, câu chuyện ấy vẫn được các thế hệ truyền lưu. Nhưng đâu là sự thật lịch sử? Một sự thật lịch sử công bằng để đánh giá đúng tầm của hai nhân vật Huyền Trân và Trần Khắc Chung.